Welcome các em cho kênh DHPG của ngày hôm nay. Tiếp tục với con game mới Blow 9 thì mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày thứ bảy. Ngày hôm nay thì anh em dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng đấy. Đầu tiên ấy, anh em mà on được không nửa đêm cố gắng chú ý cho mình cái phong độ nhá. Tại vì cái phong độ nó có thêm cái quà vừa lần đầu nữa. Đây nó trong phần phúc lợi này, đổi vừa đầu này. Anh em sẽ được thêm cái cỗ ích hạch tâm. Đêm nay khá thì mình được người vừa đầu này, được thêm 16 cái tím này, hai cái hạch tâm 2 sao. Rồi cái ba cũng là mình nhá. Còn cái tư ấy mình không qua lỗ ấy nên bị tạch em ơi. Cái này chắc là số anh em được chiến tầm tầm đúa như mình ấy là sẽ không qua cái thứ tư ấy. Cái này ấy, khi đi anh em sẽ được 10 bạn tốt, nhưng mà mời ấy nó chỉ được gấp đôi với cái lực chiến mình thôi. Ví dụ như lực chiến mình là 441 vạn ấy thì chỉ mời được cao nhất là 880 vạn thôi ấy. Mở cái sơ mình rất căng em ơi. Mấy top trên mình ấy thì chỉ có 500-600 bạn thôi, nhưng mà top 1 với top 2 ấy chênh tận gần chục cơ em ơi. Đây top 1 này 13 triệu, top 2 11 triệu, mà top 3 chỉ có 6 triệu 6 thôi. Đây top 4 gần 6 triệu ấy. Mở cái ải đấy ấy, thì anh em phải cần lực chiến tầm gần 8 triệu. Nhưng mà nếu anh em mà có bạn bè ấy mà em chơi cái team sát thủ ấy đêm đơn ấy thì chắc tầm hơn 7 triệu là mình sẽ qua được nhá. Đây nó trong cái phần thám hiểm này. Đây phó Ấn Độ nhá, cái gần cuối em ơi. Nó là cái thứ tư này, cung thần tộc cổ khó nhá. Đấy khi đào đội ấy nó sẽ có cái đấu nhanh. Đấu nhanh này là khi anh em qua thì mới được đấu nhanh nhá. Một người bạn anh em sẽ được mời một ngày là 5 lần. Đây mình chỉ có một bạn 655 vạn này. Nói chung là cái bạn top 3 với top 4 nhá, vẫn thông qua em ơi. Đây mình sẽ đánh một trận cho anh em xem nhá. Chắc mình sẽ cho bạn 570 trước đi, rồi cho bạn 650 đến bố đấy. Ở cái server mình ấy, đa số anh em đều là team hồi sinh ấy, không có team sát thủ em đơn ấy. Nên là đi này hơi căng em ơi. Chắc là cái hải này ấy, phải đợi anh em ngày mai lên 8 triệu ấy mình mới qua nha. Giờ mình đang cố gắng thiết kế ấy, up làm sao ấy bằng lửa chiến của bạn top 2 cộng với top 1 ấy thì leo này rất là dễ luôn em ơi. Đây mình vẫn trù được đến con bot nhưng mà không đêm rồi em ơi. Cái bot nó bắn rất là thấm luôn. Anh em phải có team sát thủ em đơn ấy. Không mất máu đâu, mất có mười mấy phần trăm máu này. Em chú ý máu nhá. Thế đang 10% không? Phải lang nhỉ? Như vừa nó chỉ rút có 5% sao nhỉ? À đây, được thêm mấy chục phần trăm nhá. Đây bạn chú ý này, anh em chú ý nhá. 100% mà không chết rồi. Mà nó giảm hay nó tăng đây? Nó tăng máu em ơi, đấy. Máu này càng thấp nó hồi máu càng tít luôn. Nên anh em được chiếm này tầm 400 vạn ấy, mời được bạn top 800 vạn thì mới qua được nha. Thế bên là về cái hoạt động xe mới. Như ngày hôm qua mình nói là cái ngày 3, ngày 4 thì nó có cái chip X tím ấy. Ngày 4 em ơi. Đây giảm giá ngày 4 ấy. 500 kim cương anh em sẽ được 20 cái tím. Kim cương game này mình thấy kiếm khá nhiều ấy, nên anh em cũng không phải tiêu đâu. Cứ múc cho mình cái này nha. Còn về ngày 7 thì nó sẽ bán cái công thức tỉnh ngày 710 chắc chắn xúc hồi ấy. Cái con game này lúc đầu mình cứ tưởng là sau cái bốc 280 ấy là mình được thêm hai cục kim tiêm ấy để mình lưng cái con này đến u giờ cơ, nhưng mà không phải em ơi. Em được mua một cục này cộng với một cục anh em kiếm trong cái sự kiện đánh ngày nhá. Đó là cái thư viện hết rồi phải nhỉ? Mình cũng không nhớ tên nữa. Thế đó là cái thư viện nhá. Rồi cái cuối cùng ấy anh em sẽ được một cái kim tiêm, được chiến 2.7. Anh em nông dân mà chơi chuẩn là kiểu gì cũng qua thôi ấy. Còn anh em mà kiểu như là chơi hơi lệch tông ấy chắc sẽ tạch nhá. Anh em đợi mình tí mình vào đua cái run me này nhá. Để còn 7 phút này. Đây hiện tại bang mình đang top 3. Cái này nó chạy tầm bao nhiêu mét là xong nhỉ? Mình không để ý em ơi. Tại vì đa số các video mình quay ấy đều ở tầm này ấy, nên là mình không để ý được cái này. Đây hiện tại đang có 40 tăng lực lại 40 cái chướng ngại vật này. Bây giờ chắc mình cứ chạy sương sương đi. Cứ 10 giây mình chạy phát này. Còn đá chắc chắn là mình sẽ lém mấy bạn top 1 nhá. Cứ top 1 mà lém em ơi. Nếu mà bang em top không cao thì cứ lém cái bang top trên anh em là được. Phần trăm cao là bang mình ý, sẽ top tầm 4 hoặc 5 nhá. Bang mình on cái hoạt động này hơi vắng ấy. Một phần là do bang khác quá đông em ơi. Không phải là vắng mà là bang khác đông. Đây cái bang top 1 này chênh khá xa này. Rồi chắc cứ lém top 1 đi. Ở mấy cái server đông ấy thường thường top 1 lúc đầu hay bị lém ấy lên ấy. Bang một anh em cố gắng tích trữ cái video ấy, đợi gần cuối anh em xả một loạt là được nha. Cái này mình không rõ là chạy bao nhiêu mét là xong nhỉ.
Đây được 3.000 dưới mét thôi, cứ xả cho chắc ăn em ơi. Chẳng may tạch cái toang luôn đấy. Đây mình sẽ dùng cái này liên tục nhé. Đây là cứ luôn phiên này nhá. Còn về cái này mỗi lần tăng 1% tốc độ. Không biết được cổng chúng nhỉ. Đây mình bị thương này. Ủa lại bị thương tiếp. Ồ hình như bạn tốt xả phải nhỉ. Thế mình cũng phải xả nhá. Đây tiệm bánh à. Mình sẽ xả mạnh luôn này. Tiệm bánh này. Thôi băng gam này. Đây mình sẽ xả hết luôn này em ơi. Xả hết luôn này. Tăng tốc này. Mình sẽ dùng mắt luôn nhá. Tăng tốc độ này 29, 25 này. Dùng hết luôn này. Hết rồi sao em ơi. Lag ấy nhỉ. Hình như hết rồi ấy. À lag em ơi. Tôi tưởng là hết đạo cụ cơ. Game này vẫn chưa xong em ơi. Còn 5 phút 28 giây vẫn chưa xong. Mà mình hết mẹo đạo cụ ấy. Mà top 3 chênh có tí. Top 1 chênh rất là nhiều em ơi. Đấy, ba mình giữa top 4 này. Đầu chạy được bao nhiêu? 4.200 ấy, hình như là chạy 5.000m sao nhỉ? Ừ, khéo kia chạy 5.000m em ơi. Đấy, top 4 em ơi. Tăng tốc này. Ngoài bật cho mình sẽ lém cái top 3, top 2 đi. Vẫn hạng 4 em ơi. Đây top 1 7 phút 2 giây, top 2 7 phút 6 giây, top 3 7 phút 8 giây, top 4 cũng 7 phút 8 giây, chỉ chênh có 0,00 giây thôi em ơi. Rất là căng luôn. Được xem quà nào, tướng khá nhiều này, không có thần binh cam. Chắc là mình mua mấy cái đá đúc cam này, mà chắc không mua được em ơi. Quà ít như này thì chắc chắn là mình sẽ không cắt được. Mà mình mua thì đa số mình chỉ mua giá gốc thôi ấy. Rồi bỏ qua đây. Tiếp đến anh em chú ý cho mình ở cái đánh đấu trường 33 nhá, nó là cái cuối cùng em ơi. Đấu danh này nhá. Đánh danh này anh em đừng dồn vào hết một team nhá. Anh em cứ chia ra hai team ấy, còn một team anh em chơi với con mạnh ấy. Còn về tướng anh em chú ý cho mình cái cặp đây cái con tóc xanh này cộng với con kia này nhá. Cái con tóc xanh này đi đằng sau chủ lộ rất là ngon này. Cộng với cái cặp gì nhỉ? Atun cộng với con mình quên tên con dưới rồi. Anh em chú ý nhá. Anh em chú ý cho mình hai cặp này nhá. Và cái cặp cái con tóc xanh này thì nó đêm ngon hơn cái cặp bên này nhá. Lên cái team 2 nếu anh em mà không có con nào đêm phụ ấy thì em cho con này làm đêm nhá. Đây mình cho này làm đêm này, con này làm tanh chính này. Còn cái đội hình 2 mình cho con làm đầu này. Cộng với con xe to tanh này. Đấy và mấy con cơ bản thôi. Còn cái đội hình 1 mình cho con dạ anh ấy cộng với con Gore đêm nhá. Giờ mình sẽ đánh thử một trận anh em xem này. Đánh này thì nó sẽ cho anh em chọn đối thủ nhá. Anh em chỉ cần chú ý cho mình vài phần điểm và lực chiến thôi. Đây 748 này, 2 triệu 6 này, 776, 3 triệu 6. Cái lực chiến này là nó tính cái lực chiến độ cao nhất nhá. 3 triệu 6 chắc mấy cái team phụ lực chiến tầm 2 triệu 7 thôi. Chắc mình sẽ quật cái bạn này nhá. Đánh này thì nó sẽ cho bỏ qua nhanh nhá. Đây cái team chính bạn dù hết vào mùa này. Bạn này lưng tướng càng ghê nhở. 5 con thức tỉnh bây giờ này. Mà lực chiến hơi đuối nhở. Đây cái team 4.1 mình thua cái team 4 con giờ này. Alo 5 con giờ. 3 triệu 4 mình win này. Đây 3 triệu 6 mình win này. Cái trận này hơi căng nhở. Cái con sai này ấy, mà nó hồi sinh liên tục ấy. Thì hơi toang nhở. À cái team này độc cái con sai này ấy. Cái con dạ anh mình đêm ao này. Đây là mấy con phụ chết rồi. Cái con sai nó sẽ không hồi sinh được. Thì mình sẽ cho anh em xem cái đêm nhá. Đầu tiên là cái team 1 này. Đây đêm to nhất là con dạ anh 2 triệu 6 này. Rồi cái con tam lương 854. Xong rồi con Zozo thì 500 dưới này. Cái con này sau đêm bé nhở. Có 500k này. Được cái con này tanh khỏe mày. Cái con gì nhỉ? Cái con Atu này về sau anh em mà lên cao tanh rất là ngon luôn. Đây em chú ý mình này nhá. Và cái hoạt động C mới ấy, mình nhớ ngày 7 ấy, nó sẽ cho anh em chọn một bộ hạch tâm 3 sao nhá. Cái khiêu chiến ngày nó sẽ có những vụ ấy là 10 món trang bị hạch tâm anh em cường hóa lên level 13 ấy là sẽ được một cái bộ 3 sao nhá. Cái bộ hạch tâm 3 sao ấy, anh em chỉ cần chú ý mình hai cái thôi. Ăn được 3 cái mày, nó sẽ có bao lại nhá. Một là cho mấy con đêm thiêu đốt này, đâu nhỉ? Đây mình có cái hạch tâm 5 sao luôn này. Đầu tiên anh em chú ý cho mình cái sau lần công tường có 40% phóng này, gây cho mục tiêu tấn công sát thương bằng công bản thân 40% ấy. Cái này cho cái team sát thủ nhá. Tiếp đến về sau anh em mà kiếm được nhiều cái hạch tâm chú ý cho mình cái khi bị đánh bại phóng ngay kỹ năng gây cho tất cả địch sát thương này. Cái này chủ yếu là cho cái team hồi sinh nhá. Còn đầu game ấy, khi anh em được bộ này ấy, thì cái team sát thủ ấy, anh em chọn cái hạch tâm truy phong này nhá, cái đánh công thường đấy. Và em chú ý thêm cho mình cái hạch tâm xâm lược nhá.
anh em làm ở chơi cái team thiêu đốt đầu các thứ ấy, thì xài cho mình cái này cho đẹp chính. Cái này khi có cái sát thương ấy, nếu mà địch bị dính như mấy cái ấn độc ấn thương ấy thì nó sẽ có phần trăm 15 đến 50% hấp thu 6% năng lượng của địch, mỗi lượt tối đa hấp thu 2 lần, chú ý nhá. Và trong team anh em mà không có mấy con đêm đốt đầu ấy thì chú ý cho mình cái hạch tâm thú liệp này. 3 lượt đầu tiên sau mỗi lần hạ địch phóng kỹ năng gây cho địch có HP thấp nhất sát thương thực bằng 30% HP tối đa, cộng với cái tăng công nữa. Cái tăng công ấy thì nó là cái tâm cường công này nhá, đây tâm cường công này. Khi được năng lượng thì nó sẽ tăng thêm 3 đến 18% tấn công, mục tiêu tấn công càng ít thì nó tăng càng nhiều nhá. Một người là 3%, 6 người là 18%, anh em chú ý nhá. Đến ngày hôm nay anh em dân chú ý cho mình mấy cái bản đấy thôi. Kem okay, mình xin kết thúc đây, hẹn anh ở các video sau, bye bye anh em.